Đây là toàn cảnh khai trương của di động thông minh tại 95 Xuân Thủy. Đội ngũ nhân viên rất là mướt mát bởi vì đã phục vụ từ 6 rưỡi rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ quay đến khuôn mặt của những khách hàng. Đấy, anh em nay mua sản phẩm gì đấy ạ? Redmi 4X ra mắt rất là đẹp, chip Snapdragon đúng không? Còn người anh em này mình vừa ủng hộ tới sản phẩm gì đây? Đây là một sản phẩm mang tên chiếc S1 đúng không ạ? Hôm nay bạn được mua chiếc S1 với giá 64GB bằng 32GB. Bạn đã tìm hiểu về sản phẩm này chưa? Em đã tìm hiểu. Bạn cầm trên tay bạn thấy nó thế nào ạ? Bạn thấy mình đang cầm món gì không ạ? Đúng, rẻ tội gì không dùng. Ngon mà, bảo hành 12 tháng, mọi thứ đều an tâm. Rồi, còn bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa ống kính đến khu vực này. Và đây lại là một chiếc S1 nữa cho người anh em này. Người em này mặc áo màu tím và bạn sẽ dùng... À quên, sorry bạn. Bạn mặc áo màu tím và dùng S7, đúng không? Cái này là của bạn trai. Okay, anh em, bạn xem một máy chưa? Đây đây, cái máy màu vàng hồng là bạn này. Đây đây là một cái máy màu vàng hồng của bạn đây. Còn máy màu vàng là giống như máy của mình. Màu vàng hồng nhìn nó cũng rất là đẹp. Cái phiên bản 64GB à? 64GB. Duy nhất trong ngày hôm nay thì bán giá 64GB bằng 32GB. Còn bắt đầu từ ngày mai thì bản 32GB bên anh về. Nên là sẽ bán 64GB cao hơn khoảng tầm 600.000. Cái con này thì mọi game cũng chiến thoải mái. Vì RAM với lại chip của nó là rất ok rồi. Không có, nó có thẻ gì anh? Thế có cái thẻ à? Cái thẻ hôm nay hoạt động rồi đấy em. Có. Chúng tôi đang tiếp tục liếc ống kính. Em lấy màu gì? Màu vàng hồng. Vàng hồng nhá. Em ơi, cho anh một con S1 vàng hồng 64GB cho khách em ơi. Cái đấy 16GB nữa anh. Bạn ơi, bạn sẽ qua đây để bạn trai này phục vụ nhé. Em ơi, một S1 màu vàng hồng nữa nhé. Vâng, đây lại một chiếc S1 màu vàng hồng nữa. Còn anh chọn được sản phẩm chưa? 64GB bản Mỹ. Bản Mỹ á? Anh 6 bản Mỹ à? Đây là bản Nhật đúng không? Còn đây là mai ra. Mình dùng bản Nhật cũng tốt mà. Bởi vì là Mỹ gần đây ấy, là nó hay bị cái hiện tượng là mở mạng bằng cốt ảo ấy. Nên là máy Mỹ hay bị khóa lại. Còn máy Nhật thì người ta 100% mà người ta mở ra quốc tế rồi. Đây là bạn Bá Nhã. Hôm nay cũng phải tăng cường cho việc bán hàng, cũng rất là mệt mỏi. Và đây bạn cần giúp gì nhỉ? Để tớ giúp bạn. Z7 2016 đúng không ạ? Ok bạn. Ngoài sản phẩm đấy ra mắt sản phẩm bí ẩn này này, 2.890.000 mà mạnh hơn Z7 nhiều. Nếu mình khuyên bạn lấy con này hay hơn Z7? Em vẫn lấy Z7. Ok, thế để tớ lấy Z7 cho. Mua cho mẹ. Mua cho mẹ à? Mẹ có cái máy đẹp, màu vàng hồng đẹp. Ok, rồi quan điểm những người già là có thương hiệu đúng không ạ? Em ơi, Z7, 2016. Chào chú nhé. Vâng, chú lấy Z7 ạ. Anh ấy còn là A7 có hàng. Line new thì không có. Anh chỉ có mới tinh. Mới tinh là giá bao nhiêu? Mới tinh thì có bản 32GB đấy, đăng giá 6.3 triệu. A7 đấy. Line new hoàn hết. Tầm đấy nếu mà line new thì em lấy F7 đi. F7 bây giờ giá tốt mà. F7 bây giờ có gần 6 triệu. Đúng không? Thông cảm đi nhá. Ra đây ngồi cho thoáng đợi. Anh làm nhiệm vụ xong, anh sẽ phục vụ em. Đó, đây, trải nghiệm S1 à? Đây, S1 của tớ đây. Tớ đang quay phim đây, bạn có thấy nét không? Đây, bạn nhìn thiết kế mọi thứ rất là đẹp. Ở ngoài đời mình nhìn nó mới đẹp. Đó, đây, chiếc S1 này là đến chiếc S1 thứ 64 rồi. 64 đi nhỉ? 64. Hôm nay anh bán 1.000 S1 trong một ngày mà. Kỷ lục. Hôm nay là ngày duy nhất mà giá 64GB là 32GB. Ngày mai là giá 32GB sẽ là 2.890. Hôm nay thì hơi đông một chút nên là xin các bạn thông cảm. Quên hết. Rất mong các bạn thông cảm. Quên hết.
Đi vào mà đi, tôi đang quay phim. Tôi đang quay phim. Nào anh Sơn, ông chủ. Ông chủ rất đẹp trai. Đây là toàn cảnh khai trương của rượu Đỗ Minh. Anh phải tăng bo người nhà mình không ạ? Ok. Là không kê kỳ quá của... Diệp ơi, Diệp ơi, gọi điều cho anh thêm hai chiến sĩ ở đây làm việc đi. Đang ở đây mà. Nó cầm M1 hai bạn xin. Ê, hai bạn chờ M1 40 phút rồi. Hai bạn chờ M1 á? M1, iPad M1. Mình ở đây không có à? Ở đây không có. Sao biết Thái Thịnh có là bảo Thái Thịnh chuyển sang thì hai bạn đang chờ. Hai bạn thông cảm nhé, chờ mình một chút nhé. Vì là hôm nay do cái nó showroom nó hơi chật, với lại hàng do đang tiêm chuyển, thông cảm đi nhé. Tí anh tặng quà bổ sung cho. F1. Hôm nay người anh em vừa mua ủng hộ tới con F1 à? Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm này? Cho tớ phỏng vấn một chút được không? Em mua về để chơi game được không? Bạn mua về để chơi game? Có vẻ là con này nó cái việc giảm giá này nó khá phù hợp với giá cả bình dân. Nên là cái này về... Vâng, cảm ơn bạn. Đấy, hiện tại thì bên mình có một group của chiếc S1 này với lượng fan đang tăng rất là đông, thì bạn có thể tham gia group đấy để chia sẻ kinh nghiệm. Đây là một dòng sản phẩm mới mà Diệu Công Minh là một trong những bên mà chuyên bán những sản phẩm mới. Mới mà tốt thì cả tôi thì không bán. Sắp tới mình sẽ có cả dán cường lực và dán viền và ốp lưng cho nó nữa, rất nhiều loại nữa đang chuẩn bị về. Mình phân phối độc quyền 20.000 con này mà, rẻ ăn Xiaomi. Cảm ơn bạn nhé. Thầy béo ơi, Diệp ơi, Diệp ơi, em mà vào đây để điều kho đi, xem các bạn đi cần gì. Ai biết em một mang bao nhiêu? Còn ly trong đấy mà. Em ơi, hai bạn này lấy em một màu gì? Em một màu trắng. Màu trắng đúng không? Thầy gọi đây mang đi à? Gọi rồi, gọi từ lúc lâu rồi, hơi nhỏ tiếng rồi. Em một gọi anh à? Ông cụ, con thấy nó gọi bọn kia, bọn kia ở nhà. Ông cụ cho cậu này con F7 cho anh đi. Bạn thân, đấy rồi.